Chào mừng các bạn đã trở lại với video hướng dẫn về học tiếng Anh của mình nhé. Các bạn, ở video này mình sẽ chia sẻ phần kế tiếp về phương pháp học tiếng Anh. Ở chỗ này mình sẽ nói về cách học từ vựng với cách học về môn từ vựng với môn listening các bạn, môn nghe. Sorry, là môn writing skill. Cái gì vậy trời? No grammar skill các bạn, là môn ngữ pháp. Thì còn hai vấn đề còn lại đó là ngữ pháp và từ vựng. Cái cách học truyền thống của chúng ta về từ vựng nghe các bạn rất là mắc cười và làm cho không có hiệu quả. Cái này, cách học truyền thống là chúng ta được hướng dẫn những từ vựng chúng ta học ở trên lớp đó. Sau đó chúng ta sẽ viết lại chúng nhiều lần. Chúng ta cố gắng viết ví dụ chữ A chúng ta cứ viết nhiều lần. Nhưng mà các bạn phải biết như này, cách này hóa ra lại là không có tác dụng. Tại sao vậy? Khi nói về này phải nói về bộ não của chúng ta. Não của con người ấy, các bạn, theo các nhà khoa học nghiên cứu thì nó có khả năng ghi nhớ về lời nói là tốt nhất. Ngôn ngữ về lời nói các bạn, với âm thanh là tốt nhất. Cái gì vậy? Xin lỗi, là ngôn ngữ về hình ảnh là tốt nhất, sau đó bắt đầu đến âm thanh, rồi cuối cùng các bạn mới đến là ngôn ngữ chữ viết tay. Chữ viết tay là ngôn ngữ não con người khó nhớ nhất, nó hay bị quên nhất các bạn. Cho nên bạn cứ viết tới viết lui hồi lát là bạn quên dần dần, bạn chán và không muốn học. Thêm một cái nữa là bạn đừng nhồi nhét từ vựng rất nhiều. Thông thường từ vựng bạn đừng nhồi nhét đó, một buổi học đó, có thể lên đến tận 20 từ vựng, và 20 từ vựng như vậy thì quá tải. Không có một cái bộ não nào là một ngày mà cứ trung bình cứ 20 từ vựng, ví dụ thế. Nếu bạn có thể làm được cái đấy thì bạn thuộc về trường hợp đặc biệt, và vấn đề là có rất ít người thuộc về danh mục đặc biệt các bạn. Vì ngoại ngữ chỉ là một sự chịu khó, hay hoặc nhiều những thứ khác cũng vậy thôi. Bạn thử nghĩ con thỏ với con rùa thì con nào chạy nhanh hơn cuối cùng trong câu chuyện đơn giản như vậy á? Thì con rùa vẫn là con chạy nhanh về đích trước và đem lại kết quả, mặc dù nhìn nó chạy là chậm hơn, là bởi vì con rùa chạy chắc. Nhưng mà những người trẻ rất năng động nhưng lại thiếu chắc chắn, cho nên chính vậy mà trẻ mà năng động kết hợp với sự cẩn thận và thông thái nữa thì tuyệt quá các bạn. Cho nên từ vựng mình chia sẻ với bạn cách học này. Bạn có một cái bảng nhỏ nhá. Đây mình gỡ cái webcam của mình cho các bạn coi, sau cho bạn coi. Đây ví dụ như bảng bảng này của mình nhá. Nếu các bạn này. Đó. Đó, rồi sau đó bạn viết những cái từ vựng lên đây này. Thế thôi. Rồi xong bắt đầu ví dụ bạn viết 5 từ thôi. Xong khi mà bạn vào trong nhà, bạn đi vô cái chỗ mà bạn ngoắc cái bảng á, bạn này liếc mắt qua cái, bạn này để ý đến nó cái. Rồi sau đó bạn sử dụng cái cuốn tập, ví dụ như này nữa này, thêm cuốn tập. Rồi xong bạn ghi ở bên trong á. Thỉnh thoảng bạn lại mở ra bạn coi như này, hoặc là viết vào cuốn tập nhỏ xíu, tập bỏ túi. Lúc nào bạn rảnh rỗi bạn coi, còn nếu bạn không rảnh rỗi thì bạn cứ coi, bạn cứ làm việc. Nhưng bạn phải ý thức được rằng bạn thường xuyên coi cái đó, thường xuyên xem đó các bạn, thì bạn sẽ nhớ được những từ vựng đó thôi, bạn sẽ làm được, và tự nhiên những cái từ đó bạn nhớ vào trong đầu của mình. Và từ lúc nào mà bạn không hề biết, lượng từ nó cứ nâng lên các bạn. Rồi cộng với cái nữa, bạn phải nói ra, nói tiếng Anh nhá. Trên mạng internet giờ, cái lúc này dịch cúm đang như này á, thì nó còn có cả những cái kênh á, giống như cộng đồng họ giao lưu để nói tiếng Anh với nhau á, câu lạc bộ tiếng Anh online á. Dù thế, hoặc là bạn đến những chỗ mà có người nước ngoài á, trong siêu thị, hoặc là bạn nói chuyện với những người nói tiếng Anh á, mà những người nói vấn đề làm chỗ những người, mà khi bạn nói chuyện với những người học tiếng Anh á, thì những người khác nghe được tiếng Anh để nói ra là sao mà học được ba chữ mà hồi lát nữa vì suốt ngày cứ gọi là gì ta nhận ra về ta đây, hoặc là làm như ta hiểu biết lắm á.
và bạn phải bỏ qua những cái thông tin đó, thông tin đàm tiếu đó. Bạn tiếp tục bước đi, tiếp tục nói. Bạn càng tập nói nhiều á, mới tập đọc nghe các bạn, bởi vì bạn không có môi trường giao tiếp, cho nên các bạn mới mình mới chỉ các bạn cái cách là sử dụng reading voice, tức là đọc các cái đoạn văn của tiếng Anh á, thành lời nha các bạn. Và như vậy á, bạn sẽ cải thiện được speaking của mình, tự cải thiện được hầu hết tất cả mọi thứ. Và bạn có nhớ một cái câu chuyện đó, cái người thi giỏi TOEFL IBT của tiếng Anh nhé, cái thời năm 2007 hay 2008, thì người đến từ cái khu vực mà không phải là trung tâm thành phố, mà đa số là đều là tự học, cháu đó đều tự học các bạn, và kết quả là được một cái suất học bổng toàn phần của trường đại học Oxford, họ cấp cho 4 năm học liên tục. Những cái người học bổng toàn phần đi sau khi ra trường chắc chắn thì công an việc làm khỏi nói các bạn, có rất nhiều tổ chức quan tâm đến họ các bạn. Và cái việc học tiếng Anh ấy, nó sẽ làm cho con người của bạn thay đổi, nó làm cho bạn trở nên năng động hơn, tính cách của bạn linh hoạt, thẳng thắn và nhanh chóng hơn nha các bạn. Đó chính là vấn đề, tại vì mọi sự việc đều phải giải quyết, có nghĩa khi bạn có cần phải học tiếng Anh, có nghĩa là bạn cần học thôi, chứ bạn không cần phải nghĩ lan man để rút cuộc là tôi có học được hay không hoặc nào kia. Bạn theo chỉ dẫn, bạn phải cần đến người hướng dẫn của bạn, chắc chắn là thế, trong một thời gian nhất định. Và các bạn, cái video này thì cũng không không khẳng định được là nó có phải là cái hướng dẫn tốt nhất hay không, nhưng chắc chắn là một phần trong kế hoạch của bạn. Các bạn thân mến, đây là phần video về chia sẻ kết thúc cách học tiếng Anh cho các bạn, về cái phương pháp học tiếng. Trong cái video kế tiếp, mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách về bài học đầu tiên của chúng ta, về phần âm tiết, cách học về bảng chữ cái, phát âm, bao gồm là 7 cái chữ cái đầu tiên các bạn